ba câu chuyện cuộc đời tuy ngắn nhưng ý nghĩa vô cùng ai cũng nên nghe một lần nhé những câu chuyện tản mạn về cuộc sống luôn mang đến cho chúng ta những điều thú vị những bất ngờ riêng của nó mỗi một câu chuyện dù vui hay dù buồn cũng luôn mang lại cho chúng ta những bài học ẩn sau trong đó đó có thể là bài học thấm thí về tình yêu tình thân hay về những mối quan hệ xã hội xung quanh chúng ta đọc được hay nghe được những câu chuyện này chúng ta ngoài những giây phút giải trí ra thì lại có thêm cho mình những kinh nghiệm mà có khi đến trường học cũng không dạy ta. vì vậy quý vị và các bạn đừng nên bỏ lỡ bất kỳ buổi tối nghe chuyện nào trên kênh ngẫm mà xem nhé. bởi vì ekip ngẫm mà xem sẽ mang đến cho quý vị và các bạn thật nhiều những câu chuyện cuộc đời hay và ý nghĩa. ngày hôm nay trong khung giờ quen thuộc, vân anh xin được gửi tới quý vị và các bạn ba câu chuyện ngắn hay nghe xong rưng rưng nước mắt cho mà xem. Câu chuyện thứ nhất, gió thổi từ đồng. Người ta nhìn thấy mẹ tôi chết trên bào lách, hai chân mẹ trên bờ, mặt sắp xuống ruộng nước, ướt sũng. Những người đàn ông thúc bụng trong xóm, cột tấm phải rằng ri vào cây sào lớn, bỏ mẹ vào trong rồi tức tốc hiên về. Mẹ bị bệnh động kinh, lên cơn khi đang bắt cá giữa đồng. Cậu nghe tin chạy tới Khóc từ ngoài ngõ khóc vào Cậu vuốt mặt cho mẹ Bùng nơi khuế mắt rửa mãi không sạch Cậu bảo tôi đưa cho cậu tờ giấy trắng Tôi xé vỡ Lấy giấy cho cậu Cậu đắp mặt cho mẹ Hai tay mẹ co quắp Cậu bắt mãi không thẳng Trong tay mẹ có con cá rô thì Nhưng mắt thôi thớp thở Chôn cất mẹ xong Cậu dặn Mỗi ngày nhớ thắp hương cho mẹ trước khi ăn cơm nhớ đơm một bát đặt lên bàn thờ cơm cúng xong hai anh em chia nhau ăn không được đổ đi những lời dặn ấy tôi nghe và thực hiện răm rắp nhưng mà tôi không hiểu ý nghĩa của việc làm đó mẹ chết người làng đã chôn mẹ mẹ có ăn cơm được nữa đâu ngày đám mẹ anh tổ khóc như mưa còn tôi cứ nghiến chặt hai hàm răng lại có khi để ngăn dòng nước mắt tôi đã cắn tứ máu mua mình. Mấy mụ hàng xóm thì thầm. Thằng Tô thương mẹ, thằng Tính không thương. Cái thằng mẹ chết mà không có một giọt nước mắt. Khi hạ huyệt, tôi nhìn rõ thấy sợi dây cột chẹo. Quan tài mẹ tôi lắc lư. Mưa tháng 10 như trút nước, huyệt đạo mẹ tôi đầy nước. Cậu xin người làng đợi cho một lát. Cậu nhẹ xuống huyệt, bút nước đổ ra. Trước mắt cậu hòa trong nước mưa, khi người ta lấp gần khuất quan tài mẹ. Tôi lấy hết sức trong người mình thét lên một tiếng rồi ngã quỵ. Từ đó tôi không biết gì. Anh tôi hiền lành đến tội nghiệp. Người làng bảo anh đần độn giống mẹ. Anh em tôi không biết cha mình là ai. Trong con mắt mọi người, mẹ tôi là người đàn bà khờ dại, chữa hoang. Ai nói gì mẹ cũng cười. Tôi chưa bao giờ thấy mẹ nặng lời với ai cả. Ai kêu làm thuê là mướn gì thì mẹ làm. Mùa nào việc nấy. Trời phú cho mẹ tôi Tài bắt cua bắt cá. Chúng tôi lớn lên vuông tròn trong vòng tay mẹ. Tôi không thấy mẹ dở hơi như người ta nói. Tôi vốn ít nói. Từ ngày mẹ mất, tôi trở nên lầm lì hơn. Mẹ tôi mất khi tôi đang học lớp 9. Còn anh tôi đã gần 20 tuổi. Mọi việc trong nhà tôi tự quán xuyến. Đến lớp, tôi ngồi thu mình hầu như không chuyện trò với ai ngoài hạnh có lần nam hỏi tôi này tính cha mi tên chi ở mô tao không có cha a thấy mẹ mi lưỡng tính à ôi mụ điên lưỡng tính tụi bay ơi tôi nghiến chặt hai hàm răng lao tới đấm vào mặt thằng nam túi bụi vừa đấm tôi vừa gầm lên tao cho mi chết biết mặt tao thằng nam ôm mặt máu mũi chảy rồng rồng cả lớp vây quanh tôi và Nam. Hạnh chạy về phòng hội đồng kêu thầy cô. Khi thầy cô đến thì mặt Nam đã bị tôi đắm đỏ bầm, máu mè bê bết. Tôi được mời về phòng giám thị làm việc. Viết bản tường trình xong, thầy giám thị cho tôi về lớp học. Quên bút, tôi quay lại lấy. Đi ngoài hành lang, tôi nghe rõ tiếng thầy hiệu trưởng và cô chủ nhiệm. Em tính côn đồ quá, xưa nay trường này chưa có tình trạng bạo lực học đường, phải xử thật nghiêm để răng đe, đụng ai không đụng lại đánh con chủ tịch xã. Thưa thầy, việc gì cũng có nguyên nhân thầy ạ, à. do em Nam chọc em tính trước. Thì mẹ nói điên, em Nam nói điên, cúc can chi mô mà nếu sai thì cũng không được đánh bạn đau như vậy. Em không nghĩ như vậy, Nam đã xúc phạm đến mẹ tính, tính phản ứng. Khi một đứa trẻ bị tổn thương, nó sẽ không kiềm chế được thầy ạ. À trống vào tiết, tôi chạy nhanh vào phòng xin lại cái bút thấy tôi cả hai người im lặng hành lang vắng hoe bóng nắng hắt xuống nách tường rêu phủ tiếng thầy cô giảng bài lúc trầm lúc bỗng tiếng phấn chạm vào bảng lách cách tiếng học sinh phát biểu xây dựng bài khe khẽ tôi nghe rõ tiếng đập thình thịch trong lòng ngực mình học xong lớp 9, tôi không có điều kiện học lên cấp 3. nghỉ học tôi theo cậu đi làm đồng. Anh Tô nhiều tuổi nhưng khờ khệt, ai thuê chi anh làm nấy. Người ta thuê anh bơm thuốc sâu, thuốc cỏ ruộng. Ngày cận Tết, họ thuê anh bữa củi. Nhà nào củi cũng chất đóng để chuẩn bị nấu bánh chưng, nấu giò. Mùa gặt, họ thuê anh bốc lúa, gánh rơm. Tiền công anh đưa cho tôi trang trải cuộc sống. Anh hồn nhiên yêu đời như một đứa trẻ anh em chúng tôi lớn lên như rơm rạ quê nhà. Có những chiều mùa đông gió bất hung hút, nhìn bằng chân anh thăm tím sau một ngày đi làm mướn vậy, lòng tôi xót xa. Giá như mẹ tôi còn sống, giá như tôi biết cha mình là ai. Chúng tôi được sinh ra trên cõi đời này là sản phẩm của những người đàn ông đã có vợ con hoặc những thanh niên muốn nếm mùi đời mà tiền không có họ đến với mẹ tôi để thỏa mãn cơn thú tính dục vọng. Cậu đi làm đồng về, ghé nhà khuyên tôi. Mì kiếm cái nghề mà học con ạ, à, bám ruộng không đủ ăn mô. Đất quê ta mùa mưa, nước trắng đồng, mùa hè trái ngọn cỏ. Mì thấy đó, người làng ra bắc vô nam, mưu sinh hoặc ra nước ngoài lao động. Họ ra đi để trở về khi có chút đỉnh. Cờ cực thật, mà có ai bỏ được đất quê mà đi mồ Cậu ra về trong ánh chiều vàng vọt đổ nghiêng, đôi chiếc tổ ông mòn khót lẹt xẹt. Bóng cậu mênh mang tràn trên bờ rào bên kia. Tôi quặn lòng thương cậu, thương mẹ, thương hai anh em tôi. Nghe lời cậu, tôi xin học sửa xe máy với một bác làng bên. Sau hơn một năm học nghề, tôi mở tiệm sửa xe máy đầu làng. Nói tiệm, nhưng thực chất là khoảnh đất người ta bỏ hoang cậu tôi xây mấy viên gạch bờ lô rồi lợp tôi lên tôi khởi nghiệp bằng cái rương đồ nghề với vài thứ lĩnh kỉnh ngày tôi khai trung tiệm hạnh mua tặng tôi một đôi găng tay kèm theo mảnh giấy may mắn nha phát tài đừng có quên hạnh quán của tôi khá đồng khách người ta vừa sửa để thử tay nghề tôi vừa giúp đỡ tôi có thêm tí thu nhập người dân quê bao năm vẫn thế họ gần gũi đùm bọc ngày ngày hạnh vẫn đạp xe đi học về ngang qua quán tôi anh tổ ngẩn ngơ nhìn theo bóng hạnh đến khi khuất hẳn hạnh. hạnh đẹp bọn con trai trong làng mê mẩn thằng nam sáng nào cũng chạy xe máy điện đến đứng trước cổng xin chở hạnh đến trường mà hạnh không chịu nhà hạnh nghèo lắm bố say rượu triền miên mỗi lần say lại đánh vài chuỗi mẹ con hạnh hạnh xin mẹ nghỉ học để đi làm giúp gia đình nhưng mẹ không chịu nhìn vẻ mảnh mai xinh xắn của hạnh bọn trai làng cảm động lắm nhiều đứa thầm thương trộm nhớ anh tổ tôi mê hạnh như điếu đổ những đứa tán hạnh không được liền ác ý ghép cho anh tổ với hạnh một cặp hạnh chỉ cười anh tổ vui mừng ôm mộng có nhiều đêm anh tổ ngồi cười tủm tỉm một mình tôi biết anh đang cười vì điều gì Tô thường đón hạnh trên đường đi học về Lúc thì cho vài quả ổi Lúc cho mấy quả mãng cầu Hạnh vỗ vai Tô Cảm ơn anh Tô nha Tô đứng sững, tay rợ lên vai Và cười mãn nguyện Bàn tay hạnh vô tình Niềm vui Tô mơ mang, cố ý Có đêm chẳng biết mơ mộng gì Anh Tô ôm chặt tôi Rồi sờ soạn khắp người Tôi tỉnh dậy, thấy anh ngủ say, mặt vui phẫn phơ tôi thương anh rất ruột. Tôi hiểu những giấc mơ đêm của cái thằng con trai 25 tuổi. Tôi hiểu bản năng của một thằng con trai đang thức dậy hàng đêm trong anh. Dù trí tuệ không bằng ai, nhưng bản năng con người đều giống nhau. Nhưng, tồ ơi, có ai người ta chấp nhận một người chồng ngờ ngợt như anh? Giá như anh mãi là đứa trẻ như khi mẹ còn sống. Được thế tôi đỡ khổ tâm trăng sáng như ban ngày, trăng lõa thể trên ngọn cao, ánh trăng rùi rụi. Hạnh hẹn tôi ra bến sông, tôi nôn nào đến chỗ hẹn sớm. Trăng gợn bạc trên sông vắng, hai đứa ngồi sát vào nhau, chẳng đứa nào nói câu gì có nghĩa. Trời khuya, gió từ sông thổi vào mơ mang, trăng soi rõ bờ vai mảnh mai của Hạnh đang rung lên khi tôi khẽ chạm tay vào cô ấy. Cách đây mấy năm, trưa hè nào, chúng tôi cũng hẹn nhau cả đám tắm sông, tôi tập bơi cho hạnh. Lúc đó, sự đụng chạm da thịt chẳng có ý nghĩa gì. Cả tôi và Hạnh đều hồn nhiên lặng đuổi bắt nhau dưới nước. Sao bây giờ khi người ta đã trưởng thành, chỉ cần bàn tay chạm nhẹ vào vai Hạnh đã khiến thân thể tôi rạo rực thế này? Hạnh quàng tay ôm cổ tôi, môi nàng ẩm ướt lướt nhẹ trên má xuống cổ tôi. Tôi ngồi yên, cứng ngắc. Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ. Cảm xúc dẫn dụ, bất giác, tôi ghi chặt nàng vào lòng. Ngóng nghĩ những nụ hôn lên tóc lên ngực. Thân thể thiếu nữ tỏa ra mùi hương ngất ngây. Đêm quê sâu thẳm, tôi đê mê dú mũi vào bầu ngực trinh nữ, hít lấy hít để. Hạnh mềm nhũng trong vòng tay tôi. Tôi cảm giác mình chạm ngõ thiên đường, để rồi sau đó dẫu có bị lưu đại biệt xứ tôi cũng cam lòng bất giác tôi nghe tiếng động của cành cây gãy rắc rắc tôi ngước lên nhìn trời ơi anh tổ tôi đứng đó từ bao giờ anh không nói gì mắt ẩn ẩn nước tổ khóc tiếng ngái anh tổ đánh thức tôi trong đêm đen đặc quánh tôi biết mình vừa nằm mơ tôi bật dậy nhìn quanh hóa ra mình đang ngủ trên giường với tổ chứ không phải ngồi ngoài bờ sông với hạnh. Tôi ra giếng, múc nước, dội lên người cho nó tỉnh hẳn. Đêm, nước giếng lạnh ngắt, nước ngắm vào người, luồng lạnh chạy dọc sóng lưng. Cách tôi tắm đêm như người ta đổ nước vào bếp để làm tắt hòn than đang hừng hực cháy. Chỉ có cách ấy mới làm những rạo trực của thằng con trai gần 20 tuổi trong tôi dịu xuống. Giấc mơ ám ảnh tôi cả tuần lễ tôi giận xé giữa hình hài nõn nạ thiếu nữ và đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng quanh tôi nhiều lúc đầu tôi muốn vỡ tung ra sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông hạnh không làm đơn xét tuyển đại học hạnh hỏi tôi tính có muốn hạnh đi học đại học không tôi không biết tôi lạnh lùng đáp lại hạnh giận dỗi bỏ về tôi đủ tinh tế để nhận ra hạnh muốn gì nhưng tôi không thể nhiều lần Hạnh cố ý gần gũi tôi bóng gió tỏ tình với tôi. Tôi cố ý thờ ơ. Làm sao Hạnh biết tôi yêu Hạnh đến mức nào? Nhưng tôi không thể. Đã có lúc tôi muốn nói cho Hạnh nghe tất cả. Nhưng ánh mắt anh Tổ đêm ấy đã ngăn tôi lại. Nhiều đêm tôi một mình thơ thẩn dọc bến sông. Tôi khát khao gặp em trong giấc mơ hôm ấy. Tôi ước chỉ một lần thôi được chạm vào em cuối làng ồn ào, tiếng chó sủa nháo nhác thất thành Tôi tỉnh dậy, tìm quanh không thấy tổ đâu. Linh cảm đều chẳng lành. Tôi quờ tìm đôi dép và chạy đến chỗ mọi người đang ầm ĩ. Trời ơi, anh tổ tôi bị làm sao thế này? Anh bị trói, ngồi bệt xuống giữa đường, tổ khóc. Thế tôi ông giáo nói. Thằng anh mày ăn trộm chó, con chó nhà tao nó khôn lắm. Trong sớm chỉ có thằng tồ là gặp nó không sủa, mà đêm này tao khó ngủ nếu không nó đã câu mất con chó vàng chó bạc nhà tao rồi tiếng đàn bà thêm vào ai ngờ nhìn hiền như cục đất vậy mà ăn trộm chó mày chồng giáo thật xích nữa mất con chó quý tôi choáng ván không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra anh trù bị công an thôn dẫn về nhà cộng đồng họ giải thích cho tôi tạm giữ nó lại đây đêm nay để lần sau chùa đi, sáng mai thả nó về. Đêm khuya, gió lạnh trút người, tiếng ồn ào lặng dần. Anh bị nhút lại trong phòng. Tôi xin anh công an thôn cho tôi được ở cùng với anh. Anh cười bảo. Anh mi trộm chó, chứ phải mi mồ. Từ khi mẹ mất đến nay, chưa đêm nào tôi ở xa anh. Bây giờ một mình trong căn phòng rộng như thế, anh tôi sẽ hoảng sợ Tôi chạy quanh gõ vào cửa sổ. Tổ ơi, em đây, anh đừng có sợ. Đáp lại tiếng tôi là tiếng gió rít đập cành trên ngọn cây. Tôi sốt ruột gào to hơn. Anh Tổ ơi, lạnh không anh? Tôi chỉ nghe tiếng khóc rắm rứt bên trong. Tôi không nói gì. Tôi bất lực trước bức tường. Sau lần mẹ chết, đây là lần thứ hai tìm tôi khó thở đến như vậy. Trời tảng sáng tôi về nhà tìm cho anh chiếc áo khoác. Tôi quay lại gọi mãi không có động tĩnh gì bên trong. Tôi sốt ruột về gọi anh công an viên ra mở cửa. tôi đã biến mất. Tôi nhìn lên ô thông gió và biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi về nhà ngồi dựa vào bức vách. Tôi không còn chút sức lực nào trong người. Tôi ám ảnh bởi ánh mắt anh tôi trong giấc mơ hôm nào. Tại sao lại xảy ra cơ sự này? anh tôi không thể là cẩu tặc đến con chó khôn nhất làng nó còn nhận ra anh tôi là người lương thiện để mỗi lần gặp nó không có sủa vậy tại sao người đặc biệt là ông giáo lại nghĩ anh tôi là kẻ xấu tao xin lỗi mi tối qua tao rủ anh Tò đi chơi tao hứa sẽ làm mai em hạnh cho tồ nếu tổ gọi được con chó ông giáo ra cổng tôi hiểu rồi tôi định văn cú đấm vào mặt cường nhưng thân thể đã mệt ngoài. Muốn trả thù, trước hết mình phải đủ lực. Ngay bây giờ tôi không còn khả năng đó nữa. Thôi, mi đừng oán tao nữa. Dậy đi tìm anh Tô đi, mau lên. Tìm được anh Tô về, tao sẽ vào đắc lắc làm rẫy với bác tao. Tao muốn làm lại cuộc đời. Lên xe cường tôi bảo. Mi ghé nghỉ địa, tao thắp cho mẹ tao cây nhang. Lối vào nghỉ địa vắng tanh, những nấm mộ chi chít các ngôi mộ đều ấp đá bóng đón. Mộ mẹ tôi cỏ ngà vôi mọc um tùm sâu xé. Tôi giật mình vì những cành cỏ ngà vôi vừa mới gãy còn tư rối. Phải rồi, chắc chắn anh tôi vừa mới ở đây. Tôi và Cường vừa đi vừa hét toán lên gọi tên anh. Bên kia giúp đồi thấp thoáng có bóng người. Câu chuyện tiếp theo Mùa đông không có mưa Sớm trọ những ngày đầu đông thật vắng Lão vé đi bán bãi chuột từ tờ mờ sáng Mụ dĩnh xóc rộ bánh rán cũng tan vào bụi mờ Thằng mẹ giận vợ tối qua rút ở đâu không thấy về Phố lắc đắc tiếng còi xe thì vợ mẹ đã dậy đi nhặt bì vùng Nhìn tới nhìn lui còn mỏi đáng ngồi vạ vật bên đống giày rách rố Phía cổng rộ lên tiếng chối dữ Có cả tiếng cửa sắt đập đánh toàn vào tường hẳn là người lạ vào ngõ. Đáng loài người với cái ống điếu, mất vẫn dán về phía cổng. Một ả cao kiều sách bao phân bó lù lù tiếng lại. Y không hỏi vì y biết thể nào ả cũng mở lời. Bác dì ơi, còn phòng trọ không? Có. Cô có ở ghép không? Ở với ai hả? Ở với tôi. Ôi chết, bác là đàn ông, em là... sao có thể? Bi thuốc đã vào lỗ đã không vội rít chỉ đứng cười cái cô này đúng chả biết gì cả cổ nào chẳng có thịt gà đàn ông phải có đàn bà mới vui hai luồng điện trái dấu có bao giờ đẩy nhau hãy gặp là hút như nam châm mặt so lại ả nó nói lý nhí Nói thật em vẫn còn trinh cô còn trinh tôi còn tân tân ở với trinh chả hợp à em thấy cứ sao sao ấy ờ hay Mắt ai người nấy ngủ, cơm ai người nấy ăn, liên quan gì mà sợ. Ở đi, cuối năm rất ít chỗ. Ra chiều nghi ngại, thị ra góc bàn ngồi bệt xuống, tay vẫn ôm nghị bao phân bón super lân lào cay, chốc chốc đảo mắt nhìn đáng đầy do dự. Ở quê, mẻo từng nghe sống thử với sống thật, chứ chưa nghe ở ghép, ở chung bao giờ. Dắt lưng được mấy đồng vừa ướt ráo xuống phố nếu tiêu pha không khéo sẽ đói về mỏm hay là cứ ở đại đi nhỉ có mất gì đâu mà sợ Nói lộng cái bào mẹo ngoái cổ tìm đáng ngập ngừng gọi bác dì ơi em muốn ở ghép cô thế mà cũng phải nghĩ đi vào đây đáng nóng ra mặt vì nói chơi vơi vậy không ngờ thì đồng ý thật y ho mấy tiếng để trút lại độ tự nhiên hầm hè thêm mấy nhát như chó thí mèo để thị uy ả rón rén để cái bao lên giường mùi kaki hãy còn hinh hinh kéo cái túi ra khỏi ả y đến ngất vì mùi chuồng trại gặp mưa bốc ra ngùng ngục dù cái túi trở lại y nhăn mũi đi tắm cho tụi nhợt hô thế này không ai cho ở đâu Mẻo đi rồi y nhòm khắp gầm cậy kéo ra cái rương bằng nhôm quần áo của thị cứ bỏ hết vào đây cho tươm đáng đang mơ trong những cảm xúc khó tả sau một quyết định táo bạo cốt phận điên rồ thì cửa bị xô đánh rầm thằng mẻ loạn choạng đi vào hơi thở nồng nặc mùi cồn công nghiệp ngã ra giường hé mắt nhìn về phía nhà tắm hắn hết mõm cười hình hệt bác đưa gà về à em tưởng bác cai rồi chứ đưa em ở dưới quê lên mày chỉ giỏi nói linh tình. bác không nói sao em biết ở quê lên hắn là còn trinh đem rinh bán quách đi, giữ làm gì cho khoan rỉ. Móc rỉ gì cũng của người ta, ta không có quyền, vậy đi về. Đuối thì về, mẹ nhắm dịch mắt lần bờ tường về đúng phòng như mộng du. Cứ nói năng nhăn cụi, bảo sao răng toàn sức với mẹ. Vốn dĩ cái tên mẹ không phải tự dưng mà có. Tối muộn, y về tới sân, cả xóm đã cơm nước xong, vợ chồng mẹ đon đã nhau như chưa từng có cãi vã. Mụ dĩnh, nhồi bột phát bánh, cổ cứ nhấp nhởm nhìn sang phòng đáng, độ hóng hớt không ai bằng. Lão dế trúng mánh hay sao mà mong cơm nay có đỉ lòng. Không tạc vào nhà nào cả, y đi thẳng về phòng, cửa chuốt chặt, ánh đèn nhà tắm hắt ra yếu ớt. Trưa tắm, tối tắm, ngâm gì mà khỏe thế. Y bỏ ra thềm ngồi chăm đớm, bình thản ngậm khói cho tới khi phổi bị nén nở như cuộn dồi hấp thì trợn mắt nhẹ khói ra ngồi trước luồng gió nứt nẻ mà không có tí tiên lãng choám cổ thì trúng gió mà đi sớm y sai thuốc lạo tới nơi thì ả đi ra bờ mép có vẻ nhanh nhẩu hơn Ơ, à, bắt về khi nào tắm ít thôi tắm nhiều là mất trình đấy tôi rất ngại tắm vì sợ mất tân em nhỏ tắm rồi có sao không chả dạ sao mai mà tôi về kịp tưởng thật mặt thị rút lại như mo cao phơi nắng trong rất ngố tào không tiêu nữa đáng đi đông gạo thì án ngăn ấy bắt ra ăn cơm em đã mặn phép bác lý gạo trong thùng để nấu rồi giỏi quá đã ở ghép lại còn ăn chung chỉ còn thiếu nước ngủ chung nữa thôi đấy rửa qua cái mặt đáng thụt thẳng đi ra gió mát thế này Thị vén quần quá gối, ngồi như mẹ bổi ở đầu nồi xới sắn cho cả đàn. Khi đang nghĩ chưa biết làm gì với đống bộn thông cống thì ả à, cắt mặt. Bác ơi tại sao Hà Nội lúc nhúc như thế? Bảo là đông đúc, ai là bảo lúc nhúc. Nói thế khác nào phía Hà Nội toàn dồi, kinh chết. Vì em thấy ở đây toàn người xe khói bụi, chẳng vắng như ở quê em. Chỉ giỏi ăn khoai lang nói chuyện không gian thầy đã tính kiếm việc gì làm chưa? Bác có việc gì thì mách chuyên với. Ngờ ngờ như bò đỏ nón, ai thuê? Cứ thầm thú chán chê rồi hẳn có việc. Thị bê mâm đi rồi, y vẫn chôn thay ở thềm. Gió mảnh, da như sợ lạc gói bánh quấn qua cổ, quấn tới mươi vòng thì y đổ hò. Khi khắc, chó tông tổng sủa ở đầu ngõ thì vẫn chưa ngủ, cái mồm cứ thao thao kể về quê quán thì kể mở mắt ra đã thấy núi đồ lố nhố đá dốc treo leo Bé bằng hòn sỏi đã phải cõng nước cõng đất lên hương thấy cái xế ở xính mận xuống phố làm công nhân tết về nó có quần bò áo len rất là ấm gặp đúng cái đận mùa màng cằn cỗi, bố đội gã cho nhà vàng a bá ở chạy ngấu để kiếm con dây. Tức quá thì trốn nhà đi theo lời tả của cái xế. Nó bảo là cứ xuống núi đi dọc đường nhựa thì kiểu gì cũng tới Hà Nội. Thì cứ cấm cổ mà đi và đến thật. Kể đến đó thì lăn ra chết điện. Đáng hết gối đầu lại kê tay vẫn không ngủ nổi. Nhà có hơi đàn bà, chăn chiếu tan tan mỏng càng khiến y thấy rét. Ngửa cổ rít ròng rọc mấy bi thuốc. Đáng vẫn chả ấm lên được là bao. Từ dạo vợ sang Đài Loan, đoán cái, đời vợ thì đổi đời, đời y vẫn ẩm y tại chỗ. Vợ ở lại Đài Loan không về, y lập tập lên Hà Nội sống qua ngày với thuốc bể phốt, mài da mài kéo. Lẽ ra y chẳng mơ mộng gì về cái gọi là tình yêu, tình thương đâu. Nhưng không hiểu sao, này nằm cùng mấy mét vuông với mẻo, y lại nảy ra khối giấc mơ tự dưng y thấy mình vừa đầu tiêu ra một ý rất dại dột. Ở ghép không biết có mất mát gì không, chứ mất ngủ là có thật. Đêm thứ ba, y ra thiệp ngồi văn vo giống thuốc. Tra mãi, thuốc không vào lỗ điếu, mẹ thấy mà ngứa mắt, sách căn rượu thuốc bắt ra, hắn cười nhăn nhở. Làm tí cho quên đàn bà đi bác, nhìn bác em chán đến bỏ vợ mất thôi nói thế đến tay con vợ lại ra cửa ngồi cả đêm ngồi chồm hổm như chó cạnh cửa ấy bác lại bóc mẻ em cạn đi bác nuốt hết lũ đàn bà lắm mồm qua cổ nhốt cho chúng chu lờm rồi tè ra rượu tới thật đúng lúc cho tới đầu cháy rực tới đó cổ đủ ấm thằng mẹ lại kiếm câu chuyện làm quà đá mắt về phía cửa sổ hắn dịch tới nói nhỏ vào tai đáng. bắt lừa em họ đâu mà họ, có mà họ tích mù khơi. Nhưng cái lúc còn non và xanh, bác ngập phát rồi chết tươi đi, cứ vần vần kiểu gì cũng mất. Ai lại làm thế, nhớ bị chửi vào mặt thì sao? Gạo nấu thành cháo rồi, không cho ăn thì để chảy nước chua à? Bác mạnh dạng bài tỏ cho em. Mày chỉ giỏi xuống dài. Bác hay thật, bức là phải xúc ngay chuyện gái gú chứ có mà phải đi đi tè đâu mà nín được sợ thị nghe thấy đáng đuổi cổ thằng mẹ về phòng hơi thuốc bắc mơn mang vờ mép toàn thân đáng rừng rực như trái rừng phòng hộ cả cổ máy bí rì rì muốn vận hành mà sao mọi thứ cứ tắt tịch nắng lên y dắt xe ra ngõ lão vé lại có nhà hứng ghế chơi cái ngày bán bả vận vào thân hay sao mà mầm mép lão cứ trào bọt Cả xóm này có ai là chưa được lão đãi chó, mèo, quắc ngoải Nhưng chả ai sù bột hết như lão Đón chết nước từ mẻo Lão cả ho rồi nói Này, kiếm việc gì? Ở đâu rồi? Cháu chưa... Kiếm lấy tấm chồng cho yên Cứ mơ mơ hồ hồ Chả đâu vào đâu cả Cháu chỉ cần tiền thôi Vợ chồng nay lưng ra làm Vừa có tiền vừa có tình cảm Chả hơn sao Ở quê cháu Chẳng ai lấy được chồng mà yên cả Cháu trả dài mà lấy Nói rồi Thì lục tục sửa soạn để ra phố Lão dế lặng lặng về phòng Có vẻ Thứ mẹo tìm kiếm Và điều lão nói không hề ăn nhập Không che chắn gì Mẹo cứ để mặt thấy Mà phơi dưới cái trắng hanh vàng khè Phơi tới quá ngọ Mẹo đã chán đủ Thì có xe xh màu mực tấp vào hỏi Trắng quá còn trinh không em còn em còn à? Thế em đòi bao nhiêu? Trinh bán được sao bác? Ơ, ờ, không bán được, em đứng đây làm gì? Mau cho cái giá, anh sốt ruột lắm rồi. 7 triệu? Sao rẻ vậy? Trinh thật hay trinh nhái? Trinh nhái là gì ạ? À? Nhái là đi phá đi mai, em hiểu không? Ở đâu tới mà nghi ngờ dữ vậy? Em đủ 18 tuổi chưa? Em đủ rồi. Thôi, trong non kẹt thế sao đủ 18? Em bán cho thằng khác đi. Anh xin cứu Trinh gì mà có 7 triệu Nghe là biết hàng giỏm rồi Thấy mấy triệu thì bác mới mua Thì hỏi phới theo Bất lực trước cái phích gà hết cỡ Của tay chơi XH Thế là cả buổi công cốc chả kiếm được việc gì Thì định đi về Thì lỗ tai bị xách ngược lên À sao chị xách tay em Ai cho mày đứng ở gốc cây này Mày có thấy số điện thoại đánh dấu lãnh thổ của tao không? Đánh dấu cái gì? Em không hiểu còn vờ vịt hả bà nhổ trụ tóc xíu Mẹo bị đẩy ra đường cả một dàn hở hang bưng mồm cười hô hố môi em nào em nấy nở như phao câu gà mới nhảy ổ thì tức tốc về sớm trọ tìm đáng thấy bộ dạng hớt hại của thị vợ mẹ hỏi ngay sao bác lại về giờ này bác đáng đã về đâu mà có chìa khóa vào nhà sao chị lại gọi em là bác à tôi thấy bác ở cùng với bác đáng Sớm muộn gì trở nên vợ chồng Cho nên tôi cứ gọi trước vậy mà Em với bác đáng chỉ là ở cùng không gian Tôi lại cứ nghĩ Chuyện của hai bác như lửa với rơm Mà cũng đúng Bác còn Trinh lấy bác đáng làm gì cho phí Chị nói thế là sao Trinh bán giá nào mới không phí Tùy Gặp ngữ làng nhàng thì vài chục triệu Bọn đại gia thì chi vài trăm cũng nên Trinh có giá vậy sao Vâng ạ à, Thời đại này mấy đứa giữ được trinh đâu mà chả có giá Các bố săn trinh còn khó hơn săn trầm Có thì bán sới đi Giữ làm gì cho mất giá Câu chuyện mua bán đàn rơm thì đáng về Vợ mẹ cấp rổ đi Không quên đá mắt khích lệ mẻo Hãy liều một phen Ấm ớ lại đổi đời như bẩn Bữa cơm hết lý đũa dầm cơm Thì lại thất thần nhìn ra cây bàn lá đỏ Tâm trí giờ đặt cả vào ý định bán trinh nhưng chưa biết bán cho ai ở đâu. Gió mệt hay sao mà lưu thưa vài sợ, không làm khô nổi hạt cơm quá nước. Đáng đặt bác thư thả nói. Hay là bán bánh rán với bà Dĩnh, vốn ít là đỡ vất vả. Em vụng lắm, chặt củi tra hạt gì cũng biết, trừ ngồi bột vắt bánh. Cứ làm rồi biết cả. Hay lấy tôi đi, mình đi buôn điếu cài. Bác cứ hay trêu em Ngoài quán, cả mớ mồm nhau nhau vào một ống điếu, bắt đi buôn điếu thì bán cho ai. Tôi không có triều. Kéo tấm bị dịch ra, đang nhích lại gần, nhìn thẳng vào mắt thị. Tim đập bùm bực như lửa nổ, cổ rướng mãi mới phát ra được tiếng. Về quê với tôi, làm vợ tôi, được không? Bắt về đi, em muốn ở lại Hà Nội. Thì đứng dậy lũ lẹ đi tìm vợ mẹ đã ngồi lại với mâm cơm nguội ngắt xem ra lửa đỏ mà rơm ẩm thì chỉ mù khối chứ không bén nổi thứ gì lưng lửng chiều thì đi nhờ xe vợ mẻ ra phố dừng lại ở vỉa hè lởm nhởm người đút tay vào túi quần thì gia nhập vào hội thợ đụng lê la chán chơi thì cũng có người đáp xe vào họ cần người dọn dẹp lau chùi ở giữa một toán đàn ông dĩ nhiên thì được chọn rón ngợp trước tư dinh đồ sộ của lão chủ thị cầm khăn lao mà răng môi pha vặt cổ rung bần bật sẵn tối lão chủ về tới nơi thì các khu phố bị cắt điện biết cắt không lâu nhưng lão vẫn đổ cáo điện phải chả đớm tối như bàn tọa Giao đèn pin khắp một lượt lão dừng lại ở nhà tắm tỏ ý khó chịu trần đời chưa gặp con nào vô phép như vậy dám dùng nhà tắm của gia chủ đợi mãi thì cũng mở cửa đi ra. Lão rồi thẳng đèn pin vào mặt mắng xối xả. Ai cho cô tùy chuyện dùng nhà tắm, bẩn thiểu hỏng hốc thì sửa kiểu gì? Em xin lỗi, dọn xong mồ hôi ướt áo, nghĩ là bác chưa về nên em mạn phép tắm vội. Lẽ ra lão sẽ rướng cổ lên cho thị một tràng nữa, nhưng thấy tóc ướt nhẹp, ướt lê xuống bộ ngực ngồn ngộn, tự dưng lão lại thay đổi ý định, dịu giọng xuống. Rét thế, tấm lầu cảm chết, em có đói không? Có, em đói. Ừ, anh cũng đói. Kéo tục thị vào giường, lão đè nghiến xuống. Ánh đèn pin chỗ đục chỗ tỏ, khiến sáng tối trần vần càng tăng thêm phần phấn khích. Lão luồn tay tóc áo mẻo lên, thì thị rối rít nhanh. Ối em vẫn còn tin em không cho bác đâu. Còn ư, cái giá nào anh cũng bỏ ra mua. Em muốn làm vợ bác, làm bà chủ, được của em cả đấy. Lão lại lao vào khiến thị toan hoang, dây dưa văng mọi thứ một nẻo. Ôm ghế trinh ngót thắng, thì lão phải đi công tác, thì ở lại vò võ với căn nhà tiện nghi lạnh lẽo. Phố rầm rĩ còi xe đi lại, nhưng mẹo thấy heo hút hơn cả cao nguyên đá ở quê. Nửa đêm có tiếng xe đổ trịch trước cổng, ánh đèn pha rồi thẳng vào sân, nghĩ lão chủ về thì tức tốc đi sửa soạn để đón trước. Mở cửa thấy một lão bụng ưỡng, càm sệ thì không khỏi hoảng hốt. Bác là ai? Nhà này tôi và anh nhà mua chung. Cái gì ở trong nhà này đều là của chung hết. Xe mặt mỏng như thế đợi anh à. Không, bắt nhầm rồi. Nhầm thế nào được mà nhầm. Anh em có nháy bao năm. Nhà sao nở có miếng ngon lại chốt cửa ăn một mình. Lão phải chia sẻ để tình anh em càng thêm thắm thiết. Mẻo lại bị nhốt non tháng với gã đàn ông lạ mặt, quen hơi rồi thì vẫn không biết lão là ai. Chán chê lão đi như chưa từng tới, còn không buồn liếc lấy một cái để tạm biệt. Mẻo nhìn ra ban công, mùa đông nắng vàng, trời xa vời vợi. Trinh mất từ độ nào rồi, tay giờ vẫn trắng, lại mất cả tự do. Thì muốn trèo cổng để trốn nhưng cổng còn cao hơn cả trời. Phố lên đèn, lão chủ mò mặt kệ. Mẹo cứ tên hình như thế, mặt kệ lão vần vò. Được một lúc, thiết thị cứng đợi như thế mà. Tức khí, lão thu quân mắng vốn. Em sao thế? ốm đau gì thì đi viện. Chả có tiếc nhiệt tình, chán bỏ bố. Gã đó là ai? Một đối tác lớn, em là bà chủ thì phải tiếp đãi Bắt bảo em là vợ, chẳng có chồng nào lại dâng vợ mình cho thằng khác. Tôi đã nhận tiền của người ta. Tiền nào? Bác nói tiền nào? Trình em bán đất như vậy, tôi không mua chung thì tiền đâu. Em ngây thơ thật hay là giả vờ? Em nhìn đi, nhìn kỹ vào. Mùa đông thì làm gì có mưa? Hất càm về phía cửa sổ, hắn cười dạo trá. Hẳn là mẹ vẫn không hiểu gì cả. Mẹo à, nếu cuộc đời đơn giản nhiên vẫn mơ, thì đông ở phố đã mưa tầm tã bụi mịn có chỗ nào để bay em mất nghi thơ cho cuộc đời còn nhờ đêm lạnh căm mẹo trèo bờ rào chạy trốn tiếng chó theo về tận xóm vắng mẹo khóc tu tu dưới góc bàn trụi húi thì đợi đáng đi ra nhưng cửa im ỉm đóng chẳng có ai ngoài chấm sáng lấy lên từ con đơm đớm bé bằng hạt đổ chốc sau mẹ về tới ngõ cây rắn lắc lưỡi đổ theo chiều gió cắm đào vào góc bàn mẹ toàn kéo xét quần thì giật nảy người ai người hay ma bác mẹ! ai đấy mẻo mẻo còn trinh phải không em mất trinh rồi bác ơi mất rồi à mẹ ngoắt mõm cười liễn xỉn đi vào chợt nhớ thị còn ngồi ở góc bàn hắn ngoái cổ nói như hét cô đi đi ngồi đấy ăn vạ à chó đồng thanh sủa theo gã say sương khô ngọn rêu chết triết bông khỏi vị ngói xám mẻo lê gót ra khỏi ngõ con ngõ dài như hơi thở thấp thôi của đá trong cái lạnh cắt cứa của mùa đông